Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Ha. Điện Máy Ha đây là kênh YouTube chuyên chia sẻ với các anh chị về những thiết bị máy chế biến thực phẩm và các kinh nghiệm kinh doanh quán ăn, nhà hàng. Thì video hôm nay Điện Máy Ha sẽ hướng dẫn các anh chị cách thức đấu nối điện cho một chiếc nồi nấu cháo 50 lít sử dụng dầu. Để đấu nối được cái chiếc nồi nấu cháo 50 lít sử dụng dầu này thì chúng ta cần chuẩn bị mấy cái dụng cụ cơ bản như sau. Thứ nhất là một chiếc bố đinh. Thứ hai là một chiếc tua vít. Thứ ba là chiếc bút thử điện. Và thứ tư là một chiếc kéo. Thì đây, các chị nhìn đây, đây là chiếc nồi nấu cháo này 50 lít đây. Và có được gắn kèm, đó chính là đi kèm với nó đều điều khiển nó, đó chính là một chiếc tủ điện rời như thế kia. Các chị nhìn này. Thì để tiết kiệm thời gian thì Điện Máy Ha chúng tôi đã treo sẵn cái tủ điện này rồi và đã kết nối phần điện sẵn rồi. Thì tôi sau đây em sẽ giới thiệu đến các anh chị cái cách thức đấu như nào cho chuẩn. Khi Điện Máy Ha cấp cái chuyển vận chuyển cái nồi nấu cháo đến cho các anh chị thì đã có bao gồm cái tủ điện và cái phần thân nồi này. Thì anh chị hãy chuẩn bị cho em một dây cấp nguồn loại 2x6 chấm, hay người ta gọi là 2x6 mm đấy. Các chị nhớ kỹ nhá. Tối thiểu nên dùng dây 2x6 mm. Tùy từng địa phương gọi như nào nhưng mà em gọi chung nó chính là 2x6 chấm đó. Cũng thể dễ hiểu là 6 chấm. Thì trong tủ điện này đây có chiếc automat tổng đây. Thì hai dây cấp dây điện nguồn của các anh chị cần phải đấu chính xác cái dây màu dây đỏ hay dây lửa đấy, dây nóng đấy, vào đúng cái chân số 1 này ở của cái CP này. Và dây lạnh hay gọi là dây nguội đấy, vào đúng cái chân N này. Chân N của cái CP này, cái automat đó. Để như thế thì là trong quá trình vận hành nó mới đảm bảo an toàn và đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật của chiếc nồi nấu cháo này. Thì em đã đấu sẵn rồi. Em đấu đúng cái yêu cầu rồi. Các chị nhìn này. Khi em thử bút thử điện nhá, vào chân số 1 thì đèn báo đỏ là sáng này. Sang chân N, chân dây nguội này thì đèn báo không sáng. Đó, như thế này em đã đấu đúng rồi nhá. Đây là bước thứ nhất này. Chúng ta cần phải chuẩn bị dây nguồn và đấu đúng dây nguồn vào hai chân. Đúng hai chân của automat này. Hai chân đúng theo yêu cầu đó. Dây lửa thì đấu vào chân số 1. Dây nguội hay dây mát đó thì đấu vào chân N. Sau khi bước 1 là chúng ta đã kết nối dây nguồn thành công rồi. Và chúng ta sẽ kết nối cái dây tiếp địa này. Các chị nhìn đây. Ở phía chân của cái chiếc nồi nấu cháo này, bọn em có chuẩn bị sẵn dây tiếp địa. Thì các anh chị hãy dùng cái chiếc kéo như này. Đây là mình đã dụng cụ sẵn rồi. Chúng ta tốt khoảng tầm 5-6 cm cái dây tiếp địa ra. Tập dây đồng ra. Sau đó anh chị dùng cái chiếc đinh nhá. Dùng chiếc đinh ấy, ví dụ em xin đây, chiếc đinh kiểu này, ta xoắn chặt cái đinh này xuống như vậy. Xoắn chặt cái đinh vào cái đầu dây đồng này và chúng ta sẽ đóng xuống cái sàn nhà phía sau của nồi nhá. Chúng ta đóng cái đinh đó xuống phía sau của chiếc nồi nấu cháo này. Để đảm bảo là trong quá trình sử dụng nếu như mà điện áp có rò rỉ ra cái thân vỏ của cái nồi này thì điện áp đó sẽ theo chiếc dây dẫn này và truyền xuống đất. Thì như thế này đảm bảo là khi chúng ta đụng chạm vào những cái tay cầm hay là cái vung hay là cái thân nồi này rất an toàn và không nguy hiểm cho cái người sử dụng. Vì điện là rất nguy hiểm, em biết là tất cả ai như tôi đều sợ điện cả. Thành chính vì thế mà Điện Máy Ha rất chú trọng điều đó và chúng em đã chuẩn bị sẵn những cái dây tiếp điện như này. Các chị cứ làm theo hướng dẫn thì em cam kết 100% là cực kỳ an toàn, không thể bị điện giật được. Và những người mà cố tình không đấu thì như thế thì là đã làm sai quy trình, làm sai kỹ thuật. Đấy. Sau khi chúng ta đã đấu nối điện được phần dây tiếp điện này thì các anh chị hãy cho dầu vào ống thăm này. Đảm bảo là đúng trên cái vạch này khoảng độ anh chị được khoảng tầm 18 lít thì lượng dầu nó sẽ đặt theo yêu cầu.
và anh chị hãy cho những cho nước vào, cho nước, cho gạo, cho xương, cho gà, các thứ vào đây. Khi anh chị muốn nấu cháo loại gì thì anh cho loại đó vào, cho thêm gia vị thứ vào, thì sau đó là chúng ta sẽ tiến hành bật thử điện. Đây, các chị nhìn đây, chúng ta bật automat tổng lên, bật automat tổng lên này. Đấy, sau khi bật automat tổng lên thì điện là báo nguồn ở sáng rồi. Sau đó các anh chị hãy bật tiếp cái CP ngoài này, thanh nhiệt số 1 đây này, đèn báo vàng sáng này, và vặn tiếp cái chiếc áp này, cái chiếc áp thằng quả thanh nhiệt số 2 này. Đó, đây chị nhìn này, em vặn lên 100% nhá, 100% đây là em có ghi sẵn là 100% này này. Thì chúng ta sẽ khi nào cái phần cháo trong nồi này nó sôi thì các anh chị hãy tắt cái CP này của thanh nhiệt số 1 này đi, đèn báo vàng sẽ ngắt điện, và anh chị hãy điều chỉnh cái chiếc áp này nó về cái ngưỡng sôi hợp lý. Sôi các chị mở nắp ra điều chỉnh một chút cho nó sôi vừa phải, đảm bảo theo đúng mong muốn của các anh chị đó. Và trong và anh chị hãy chờ đợi trong khoảng tầm 40-50 phút và chúng ta phải tắt điện, nguồn điện đi, thì khi đó nồi cháo trong nồi đã đảm bảo tương đối nhừ rồi. Anh chị muốn nhừ hơn thì tùy, mình có thể bật thêm khoảng 5-10 phút nữa và vẫn đậy nắp vung lại, như thế đảm bảo rất là giữ nhiệt rất tốt. Thì trên đây em Điền Ba Ha đã giới thiệu đến các anh chị cách thức đầu nối điện cho một chiếc nồi nấu cháo 50 lít sử dụng dầu. Thì các anh chị có quan tâm đến sản phẩm hay cần tư vấn thêm về sản phẩm thì cứ gọi đến số hotline của bọn em. Đây là 0981 532 232 và 0962 432 232 để được tư vấn cũng như báo giá chi tiết về sản phẩm.